87, Nguyễn Thị Điền, 77 tuổi. Tâm luôn nhớ Phật, rơi hết sự đời, khách đến quên mời, thảnh thơi lòng vàng. Thiên hạ hối hả, đoan đã đầu môi, gương sáng đáng soi, đừng nên cách sáo. Người xưa thường bảo, bớt nói một câu, thoát khỏi khổ sầu bằng danh hiệu Phật. Bà Nguyễn Thị Điền sinh năm 1922, nguyên quán Phong Hòa. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Bông, thân mẫu là cụ bà Lê Thị Quê. Bà là con thứ bảy trong gia đình có 9 anh em. Khi đến tuổi qua xuân, bà thành hôn với ông Nguyễn Văn Thùa, sinh được 8 người con, nhưng đều mất sớm, chỉ còn 2 trai 1 gái, cư ngụ tại Tân Mỹ, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Gia đình bà làm thuê, làm mướn để sinh sống. Bà có bản tính hiền hậu cần mẫn. Nhân dịp cùng cha đi dự buổi thuyết pháp vào ngày 8 tháng 6 năm 1945 tại sân vận động huyện nhà. Vị trí của bà đứng cách khán đài một khoảng khá dài, trước một biển người to rộng bao la. Hình dáng của thầy thì ở tận mù tích xa mờ, lại không có âm ly, micro gì cả. Thế mà có lẽ do lòng chí thành cảm ứng nên bà đã nghe từng câu lọt qua tai rành rẽ rõ ràng, y như đứng gần kề bên gang tấc. Tính tâm của bà với Tam Bảo kiên định qua lần nghe pháp hôm ấy. Duyên lành này khiến bà vào đạo. Lúc ấy bà 23 tuổi. Quyết tu sẽ đắc có ngày, đạo thành tựu được nhờ đầy lòng tin. Tin Phật đã tu thành chánh quả, tin mình tu đạo cả sẽ thành. Tin xưa Phật cũng chúng sanh, Phật siêu kiếp được tin mình cũng siêu. Tin càng mạnh càng tiêu khiếp nhược, tin càng sâu càng được vững tâm. Có tin mới có dám làm, không tin phàm vẫn còn phàm như xưa. Tin rồi phải sớm trưa thực hiện, nếu tin suông ý nguyện chẳng thành. Ta bà thế giới chúng sanh, muốn tu chứng quả phải tin đầy lòng. Đời xô đẩy như dông như bão, tu kém tin dễ đảo dễ nghiêng. Có tin mới có nhẫn kiên, đức tin là bước đầu tiên tu hành. Lòng tin có, sự thành sẽ có. Tu tinh thành dù khó cũng tu, xấu tinh thành mới quá cụ, người tinh thành mới đạo màu chứng nên. Có tin chắc mới bền chí tiến, không thật tin dễ chuyển thối tâm. Có tin lầm mới sửa lầm, có tin đúng mới lo làm đúng thêm. Tin nhân quả mới kềm ác niệm, tin luân hồi mới kiếm siêu sanh. Tin rằng vạn sự tại mình, muốn về Phật quyết tu hành được ngay. Do hoàn cảnh sống vất vả, đầy những cam go khó nhọc, phải luôn đối diện với giông tố của đời thường, nên bà cảm nhận sâu sắc về kiếp sống con người rất phù du tạm bợ, đầy khổ lụy tang thương. Do đó bà phát tâm trường chay, mỗi ngày chuyên cần 4 thời lễ bái, niệm Phật một lòng cầu nguyện sanh về thế giới an lành của Đức Phật A Di Đà. Lúc ấy vào năm 1972, bà 50 tuổi. Những tháng năm cuối đời, bà thường xuyên đau ốm, mình mẩy tay chân hay đau nhức, tuy không dữ dội chi cho lắm, ăn ngủ thì có phần suy kém kha khá. Đến bệnh viện nhiều lần nhưng bác sĩ chẳng tìm ra được là bệnh gì, nên chỉ kết luận chung chung là bệnh già, còn nói bệnh này tới chết mang theo chứ không bao giờ hết, và đề nghị thân nhân nên cho bà dùng thuốc nam và nghỉ ngơi là ổn thỏa nhất. Bệnh thì không nặng không nhiều, nhưng cứ dây dưa mãi. Bà rất thích nghe đọc kinh sách lắm. Mặc dù không biết một chữ U hay chữ A gì cả, vậy mà bộ Thi Văn Giáo Lý bà thuộc lòng gần như muốn hết. Bà thường nghiêu ngao ngồi niệm Phật một mình, âm lượng có khi lớn có khi nhỏ vừa đủ nghe. Hay vừa làm lặt vặt như sàn gạo lượm thóc vừa niệm, thỉnh thoảng xen vào những câu như A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mọi chúng sanh, hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đang tìm kiếm những người hiền đức. Có lúc bà thường lặp đi lặp lại, cầu Đức Phật A Di Đà từ bi phóng quang tiếp dẫn con về thế giới cực lạc. Ngoài ra, bà còn một điểm đặc biệt là chưa từng ngồi lê đôi mắt, thậm chí con cháu hay thân quyến đến chơi. Một câu giả lả dư thừa cũng chẳng có. Hễ ai có hỏi tới đâu thì trả lời tới đó, phận mình chuyên lo niệm Phật, mọi thứ đều chẳng bận lòng.
Nhưng đối với các thiện tri thức đến trợ duyên sách tấn bà về tịnh độ, thì bà rất vui vẻ chú tâm lắng nghe. Có lần một số bà con ghé thăm, thấy bà bệnh kéo dài hoài, liền than: "Chàng ơi, bà Bảy hiền quá mà bà đau hoài." Bà bèn nói: "Ông nhồi quả cho người hành đạo, lúc nguy nạn có thối chí cùng chăng. Nếu bền lòng dị quả cao thăng, chẳng chặt dạ bỏ lăng Phật Thánh." Đến ngày 5 tháng 5 năm 1999, thấy sức khỏe của bà quá suy nhược nên con cháu mời đồng đạo đến cầu an cho bà. Được nửa tháng thì bệnh lại càng trầm trọng hơn, bèn lên chương trình hộ niệm cho bà. Lúc mọi người đang hộ niệm cho bà, bỗng nghe bà kêu: "Kia, kia, kia, kia." Thì ra, thuở thiếu thời, bà có nuôi một đàn vịt, rồi khi mê lúc tỉnh, xen lẫn với cơn mệt và đau nhức dữ dội. Trải qua một tuần lễ hộ niệm, sức khỏe của bà dần dần hồi phục, tinh thần minh mẫn trở lại. Ai ai cũng ngỡ rằng bà hết bệnh, nên đồng đạo đến hộ niệm thấy thế chỉ thăm hỏi vui vẻ, rồi lần lượt ra về. Có lần bà nói với cô Tám Như và cô Út Thành: "Tám với Út cho thím gửi con Quyến lại, có gì hai cháu làm ơn dạy nó giùm thím nghe." Đến ngày 3 tháng 6, cô con gái Út dự định ngưng trợ niệm. Người cháu góp ý: "Thôi đi dì ơi, ráng niệm vài đêm nữa đi, bất quá mình hồi hướng công đức cho bà mau hết nghiệp." Ngày 20, hai dì cháu tắm cho bà. Đứa cháu hỏi: "Bà Bảy, bà có biết chừng nào bà về Cực Lạc không?" Bà không trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ đáp: "Hai đứa ráng cực khổ với bà đi. Đây tới ngày mùng năm hả?" "Đây tới ngày mùng năm là mấy đứa con khỏe rồi, không còn lo cho bà nữa." Cô Út mới hỏi: "Ủa, đây tới ngày mùng năm là sao hả má?" Bà lặng thinh không đáp. Chiều khoảng 2 giờ ngày mùng 5 tháng 6 năm 1999, bà hỏi cô Út: "Quyến ơi, bữa nay mấy rồi con?" Cô đáp: "Bữa nay là ngày mùng 4 rồi má ơi." Bà nghe xong còn đang ngần ngừ ngẫm nghĩ. Đứa cháu lên tiếng rằng: "Không phải, bữa nay mùng 5 rồi dì Út ơi." Bà liền bảo đứa cháu: "Hên, con đi vô nấu nước cho bà tắm, lau mình cho bà." Cháu bà nói: "Thôi lỡ rồi bà Bảy ơi, để sáng hả tắm? Sáng 8 giờ tắm cho nó tốt hơn." Bà không chịu, nói: "Lẹ lẹ đi để không có kịp." Rồi bà quay sang hối thúc cô Út và chú Tám: "Còn con Quyến thì đi thay bông bàn Phật đi, thằng Dẫu thì thắp nhang các ngôi thờ đi con." Hôm ấy chỉ có đồng đạo hai mần đến trợ niệm. Khoảng 6 giờ bà nhờ con đỡ ngồi dậy, rồi nói với cô Út: "Quyến ơi, má muốn về cõi Cực Lạc quá à. Phát nguyện ra sao con dạy má coi." Sau khi hướng dẫn bà phát nguyện xong, bà liền nói: "Ông Phật kìa, ông Phật xuống rước má kìa." Nói vừa dứt lời, bà và con cháu đỡ nằm xuống rồi chắp tay niệm Phật. Người cháu đem nước lại kề muỗng vào miệng định cho bà uống. Bà lắc đầu và nói: "Thôi đi, đừng đổ nước nữa để bà niệm Phật." Niệm Phật được một lúc thì bà xuôi thẳng hai tay, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy đúng 10 giờ 19 phút tối ngày 5 tháng 6 năm 1999, bà hưởng thọ 77 tuổi. Hộ niệm đến 2 giờ sáng hôm sau, khám nghiệm thoại tướng thì thấy các khớp xương mềm mại, mọi nơi đều lạnh, duy có đỉnh đầu nóng như lửa. Vài tuần thất trôi qua, cô Út cứ hoài nghi không biết mẹ mình có được giảng sanh hay không. Tối hôm nọ, cô đến bàn vong, rút ra một cây hương, đốt lên rồi khấn nguyện: "Nếu má có thật sự giảng sanh rồi thì má cho con biết." Khi cầu nguyện xong, chẳng bao lâu thì một mùi hương lạ sực nức ngào ngạt tỏa khắp cả phòng. Thuật theo lời Nguyễn Thị Quyến, của cô gái Út của bà và một số đồng đạo. Phạm Văn Đường, 63 tuổi. Ông Phạm Văn Đường sinh năm 1947, cư ngụ tại ấp Phú An, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ ông Phạm Văn Đương,
Thân mẫu là cụ bà Phan Thị Trinh. Ông là anh cả trong gia đình có 6 anh em. Năm lên 19 tuổi, ông kết hôn với bà Trần Ngọc Điệp, sinh được một trai, 6 gái. Gia đình sinh sống bằng nghề làm thuê, làm mướn. Tính tình ông vui vẻ, hiền lành, chân thật và hiếu thuận. Đối với hương thôn thì ông luôn hòa đồng, nhẫn nhường nên đã được lòng hầu hết mọi người xung quanh. Dường như ông có duyên lành sâu dày với Phật Pháp, ngày thuở thiếu niên là đã sớm chiều hai thời lễ bái, kính tín Phật trời, tin tưởng nhân quả, ưa thích làm lành. Ông có chiếc xuồng đậu dưới bến trước nhà, hễ thấy ai có nhu cầu qua sông thì mặc dù đang ăn cơm, nhưng ông sẵn sàng đưa giúp sang bờ bên kia mà không nhận thù lao. Những lúc làng xóm có gia đình nào hữu sự thì ông đến giúp đỡ, không cần phải lên tiếng nhờ vả. Ngoài ra, ông còn nhịn phần điểm tâm sáng để dành tiền sang sớt cho những người nghèo khổ hay già cả tật nguyền mỗi khi đến nhà xin. Thường ngày, ông thích đọc quyển Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ và nghe các băng đĩa đồng loại như thế. Năm 40 tuổi, một hôm ông nói với bà: "Cái tiền kiếp của mình là gây ác nghiệp quá nhiều, nên bây giờ mình mới nghèo khổ. Thôi bây giờ mình ăn chay đi, đừng có sát sanh nữa, mẹ thằng Đô ơi." Thế là từ đó hai ông bà phát tâm trường chay giới sát tu hành. Sau những thời sám nguyện lễ Phật ra, ông ngồi niệm Phật khoảng 30 phút. Khi nào không có ai mướn làm gì thì hai ông bà đến phòng thuốc nam gần nhà làm công quả chặt thuốc, phơi thuốc. Riêng bà ngoài việc công quả ở phòng thuốc ra thì hay đến chùa cùng đại chúng cộng tu. Phần ông duy nhất gắn bó với phòng thuốc cho đến ngày qua đời. Do vì thường xuyên đến đạo tràng nên bà mang về nhà nhiều kinh sách băng đĩa thuộc pháp môn Tịnh Độ do chùa Hoằng Pháp phát hành. Ông thích nhất là đĩa Vô Thường, thích ghê lắm, cứ nghe đi nghe lại mãi đĩa ấy. Mỗi lần ông đọc kinh sách hay xem băng đĩa rồi thường giảng giải lại cho bà và các con nghe. Như là: "Má thằng Đô, bà thường đi hộ niệm cho người ta thì nên xin với chủ nhà rằng sau khi tắt hơi rồi thì cho hộ niệm thêm 8 tiếng đồng hồ nữa, xong rồi mới được thay đồ nghe chưa. Còn như người ta không đồng ý thì bà phải năn nỉ với người ta làm sao, chớ trong khi đó thần thức của họ còn trong thân thì họ đau đớn dữ lắm ngàn mẹ thằng Đô. Nếu người bệnh niệm Phật được nhất tâm thì chẳng nói làm chi, bằng không thì họ nổi sân lên thì sẽ xa địa ngục liền." Ông cũng thường đem đạo lý chỉ dạy cho các con cách thức đối nhân xử thế. Ông nói: "Cái gì mình cũng phải dung hòa, thà rằng mình nhận lỗi hết đi con, rồi sau đó người ta biết tánh tình của mình, chứ bây giờ mình cự cãi, tranh đua cũng chẳng được gì. Thà là mình nhịn đi, trước mắt là thua thiệt mất mát, chứ sau thì sẽ được đó con." Hai ông bà dùng trường chay được 3-4 năm gì đó. Cha của ông lo sợ nên khuyên hai vợ chồng ông nên dùng mặn trở lại cho đủ sức khỏe mà lao động. Thấy ông im ru, sau đó liền quở trách: "Tụi bay, ông Phật sống nói mà tụi bay không chịu nghe, rồi hỏi tụi bay, chớ bay ăn, bay ốm yếu, bay đau, ai nuôi một đàn con bay, 7-8 đứa ai nuôi cho nổi." Vốn tính hiếu thuận, thấy cha chấp chặt như thế, đôi ba phen la rầy nên ông trở đũa, dùng chay một tháng chỉ còn 6 ngày và mỗi năm 3 tháng. Khi làm việc ở phòng thuốc, ông thường tỏ rõ chí hướng của mình cho các bạn bè thân thiết: "Sau này tôi chết, tôi cũng cầu về Phật chứ không đi về đâu hết." Đời tu của ông thầm lặng như thế hơn 20 năm trôi qua. Mặc dù bình thường, đơn giản nhưng đều đặn. Đến năm 2010, một hôm ông vỗ vai bà khi bà ở chùa mới về tới nhà và ông nói: "Mẹ thằng Đô à, mình sống ở đây là nhà trọ, quán trọ. Khi tàn đêm, không biết chừng nào mình mới gặp lại ngang bà." Bà ngỡ ông mới vừa đọc câu chuyện gì đó ở trong kinh sách hay nghe băng đĩa, nên bà đáp: "Ừ." Ông nói tiếp: "Bà ráng làm." Nghe tới đó bà ngắt ngang: "Tôi đau, tôi nghẹt thở hoài, chắc tôi chết trước ông." Ông nói: "Không, tôi chết trước bà, vì bà còn nhiều người nhờ cậy, chứ tôi chỉ có một món thuốc nam không à, đâu có được như bà." Đúng như lời người xưa từng bảo: "Quán trọ chốn ta bà,
đâu phải thật quê nhà. Dừng chân giây phút tạm, khi đêm tàn trôi qua, mỗi người đi mỗi nẻo, lang thang khắp sang hà. Mấy mươi năm cõi mộng, chết chẳng hẹn trẻ già. Mênh mông dòng sinh tử, khuyên ai chớ dần già. Dù sang hèn khôn dại, nào thoát khỏi diêm la. Đời người không trường cửu, lời cổ nhân thiết tha. Khuyên tu mau kẻo trễ, kẻ trí khéo nhìn xa. Thời gian qua nhanh chóng, kéo ngược có được đâu. Nhất tâm tu tịnh nghiệp, chí thành tin tưởng sâu. Nguyện xin về tịnh độ, thành thật một lòng cầu. Không rời câu Phật hiệu, sen báo rực ánh màu. Đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2010, chiều tối bà đi chùa về, ông văn mùng xong nói với bà: "Mẹ thằng Đô ơi, tôi văn mùng rồi bà ngủ trước đi." Nói xong ông đi dặn tivi xem tin tức thế giới. Khi bà đang mơ màng thì nghe ông gọi: "Mẹ thằng Đô à, giờ này 12 giờ rồi, bà mãn giấc chưa mẹ thằng Đô? Tôi đau bụng quá à." Bà hỏi lại: "Ủa, ông đau mà sao ông không cho tôi hay?" Ông đáp: "Tôi thấy bà làm cực khổ, tôi không dám cho bà hay." Ông trật lắm rồi đó ngang. Vợ chồng trong lúc đau ốm thì cần nhờ nhau, chứ nếu không có đau ốm, đâu có ai nhờ làm chi. "Thôi bà đi lên tiệm mua cho tôi Paragin, có bao nhiêu mua hết cho tôi." Bà tức tốc đi liền, nghĩ thầm trong bụng: từ nào tới giờ ổng đau lặt vặt ổng tự lo lấy, bây giờ nhờ đến mình có lẽ đã nhiều lắm rồi. Khi bà mua thuốc đem về đưa cho ông uống liền hai viên, nhưng rồi cơn đau mỗi lúc dữ dội hơn. Gia đình bèn đưa vào bệnh viện đa khoa Châu Phú. Ở đây bác sĩ chẩn đoán là khối u gan, đề nghị chuyển tuyến. Hôm sau xuống bệnh viện đa khoa An Giang, bác sĩ cũng cho biết khối u gan đã ở vào thời kỳ thứ ba, hết còn cứu chữa gì kịp nữa rồi. Có ra trung tâm ung bướu ở Sài Gòn thì cũng bó tay thôi, chứ không làm gì hơn được. Chiều hôm đó, bạn thân của ông là chú Hai Công ghé thăm. Ở ngoài hành lang, bà thuật lại tự sự mà đôi hàng lệ lã chả tuôn trào. Chú Hai nói: "Đầu nghe ảnh đau gì đâu, sao mà nhanh dữ vậy chị Hai?" Khi chú bước vào chào hỏi thì thấy ông thần thái vẫn bình thản, ung dung, vui vẻ, không lộ nét gì là bệnh hoạn cả, vì ông còn đi đứng tới lui bình thường. Nói chuyện qua lại một hồi, nhìn thấy sắc diện của bà, hình như ông đoán được bệnh trạng của mình mà bác sĩ đã chẩn đoán có lẽ sắp đến màn kết thúc, nên ông an ủi và trấn an mọi người. Ông vừa nói vừa cười: "Thôi, đúng ra thì đường nào cũng về La Mã. Ai sống trên cõi đời này, cuối cùng rồi ai cũng phải chết. Chết sớm hoặc chết muộn mà thôi. Vậy thì đừng có lo, đừng có nghĩ gì hết." Chú Hai cũng giả lả: "Cái chết thì ai cũng không tránh khỏi rồi. Thôi, anh ráng niệm Phật để được giảng sanh nghe, anh Hai." Ông cười đáp: "Được rồi, tôi đã có chí nguyện cầu giảng sanh lâu lắm rồi." "Nếu anh đã có chí nguyện cầu giảng sanh, thì sau này tụi tôi hứa sẽ đưa anh rất ngon lành." Ông gật đầu vô cùng hoan hỷ. Trước khi chào ra về, chú Hai nói: "Thôi tôi về sắp xếp mấy đứa ở nhà đặt bàn Phật cầu an cho anh ngang." Ông cười trả lời: "Thôi cầu siêu luôn đi, khỏi cầu an." Qua ngày hôm sau, ngày 11 tháng 11 năm 2010, thấy ông yếu nhiều, gia đình quyết định xin bác sĩ đưa ông về nhà để hộ niệm. Khi lên xe, bà ngồi bên cạnh niệm Phật cho ông. Ông bảo: "Mẹ thằng Đô, mẹ thằng Đô à, bà niệm Tây Phương tiếp dẫn giùm tôi đi mẹ thằng Đô." "Ba thằng Đô ơi, tôi thường đi hộ niệm, khi người ta tắt hơi rồi mới niệm Tây Phương tiếp dẫn. Còn ông còn thở, còn nói chuyện như vậy, thì Đức Phật rước ai? Đức Phật xuống đây rước ai bây giờ? Ông còn sống nhăn mà rước ai?" Ông vừa cười vừa nói: "Mẹ thằng Đô à, bà nghe lời tôi đi, bà đọc Tây Phương tiếp dẫn đi bà." "Ba thằng Đô à, ông nghe lời tôi đi ông." Nhưng thấy ông yêu cầu nhiều lần quá, nên bà liền niệm Tây Phương tiếp dẫn để cho ông vui lòng. Khi đó ở nhà đã chuẩn bị trước,
ban hộ niệm cũng đã được mời đến để chờ ông về. Khi 8-9 giờ tối xe về tới nhà, chú Hai chạy ra đón, nghe đọc Tây Phương tiếp dẫn rất kinh ngạc vì nghĩ rằng ông đã mất rồi, liền cất tiếng hỏi: "Sao mà mau quá dữ vậy chị Hai?" "Tại ông muốn niệm Tây Phương tiếp dẫn chứ ông chưa có đi." Chú Hai bật cười, nghĩ thầm rằng thì ra ông này ông muốn giảng sanh quá rõ ràng rồi. Khi đưa ông vào nằm ở trước ngôi Tam Bảo để hộ niệm, chú Hai đến gần nói: "Tụi tôi ra đây là để hộ niệm cho anh, vậy anh phải nhất tâm niệm Phật để giảng sanh ngang anh Hai." Và chú còn dặn thêm: "Anh nhất tâm niệm Phật để cầu giảng sanh, nếu mà chắp tay được thì chắp, không chắp được thì thôi." Lúc này ông vẫn còn tỉnh táo, sáng suốt, nhận biết rõ ràng, nên khi nghe xong ông gật đầu. Hộ niệm được một hồi sau, ông nhờ người đỡ ngồi dậy cho ông hướng mặt về ngôi Tam Bảo. Ông chắp hai tay lại, xá xuống, rồi đưa lên trán khấn nguyện, nhưng âm thanh lúc này hơi khó nghe. Giái xong, ông xá mấy xá, sau đó nhờ đỡ nằm xuống. Liên Hữu Thắng liền đến khai thị, khuyên ông nên buông xả muôn duyên, một lòng niệm Phật để về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Rồi hướng dẫn ông cùng đại chúng khoảng 30 người đọc lớn lên bài văn phát nguyện và niệm 10 câu Phật hiệu. Ông cũng đọc và niệm theo rành rẽ. Kế đó, đồng đạo khuyên ông nên niệm thầm theo để đỡ tổn sức. Thấy ông còn khỏe quá, mọi người trong ban hộ niệm định chia ca. Chú Hai lên tiếng: "Ông Hai thấy vậy chứ, tôi mới rợ mạch, mạch của ổng đứt hết rồi. Anh em ráng tập trung hộ niệm cho ổng." Quả thật như thế, liền theo đó, ông bắt đầu lên cơn mệt nhiều, hơi thở ngắn dần và dồn lên trên. Khi mọi người tập trung lại, niệm khoảng 15 phút, thì ông nhẹ nhàng rút hơi thở cuối cùng. Trong lúc đó, hai tay ông đang từ từ co để chắp lại nơi ngực, nhưng chưa thành búp sen mà còn hở ra. Lúc ấy đúng 11 giờ 11 phút đêm, ngày 11 tháng 11 năm 2010, ông hưởng thọ 63 tuổi. 9 giờ sáng ngày 12 mới nhập liệm và lo phần hậu sự. Gương mặt của ông sáng đẹp, dường như đang mỉm cười. Ai cũng nghĩ rằng ông đang ngủ chứ không phải chết. Thuật theo lời Trần Thị Điệp, vợ của ông, và đồng đạo Hai Công. Hai Công 89, Nguyễn Thị Ba, 60 tuổi. Bà Nguyễn Thị Ba sinh năm 1951, cư ngụ tại ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Đáng, thân mẫu là cụ bà Phan Thị Khỏe. Bà là con thứ ba trong gia đình có 8 chị em. Tính tình của bà hiếu thuận, hiền lành, hòa đồng với mọi người. Nhờ gặp gỡ bạn đạo và đi cầu nguyện siêu độ cho các tang lễ quanh vùng, được dịp nghe các thiền tri thức cảnh tỉnh cõi thế là vô thường, biển trần là khổ luyện, và cũng nhờ đọc kinh sám tiếp xúc với Phật pháp. Một mai chết chợt đến, mới hay mình trong mộng, trăm thứ đều bỏ lại, chỉ mang tội phước đi. Nhờ những cơ duyên trên mà bà phát tâm trường chay, giới sát tu hành, năm 30 tuổi. Người em gái thứ tư của bà, nhỏ hơn bà 4 tuổi, cũng phát tâm tu theo. Hai chị em nương với nhau, sống chung, tu chung, không lập gia đình. Tính tình của bà Tư cũng như bà Ba, như in ra từ một khuôn. Bà Ba vốn ít nói, bà Tư lại càng ít nói hơn. Hai bà làm thuê làm mướn để độ nhật. Hàng ngày sau hai thời lễ nguyện sớm tối, hai bà đều ngồi niệm Phật. Hôm nào không đi làm thì tăng thêm một thời công phu vào giữa trưa. Nhưng chính yếu vẫn là niệm Phật trong mọi oai nghi và những lúc đang làm công việc. Mặc dù về phương diện vật chất thiếu thốn, nhưng hai bà vẫn hăng hái tham gia các công tác từ thiện xã hội, nhất là chặt thuốc nam, hoặc theo đoàn sưu tầm thuốc ở núi Hòn với thời gian dài hạn. Sự hành trì của hai bà đại để như thế, âm thầm và đều đặn suốt 30 năm. Những tháng ngày dày dà,
hạnh đức của hai bà đã chiêu cảm các cháu. Mỗi tối, chúng đều đến để hai bà hướng dẫn lễ bái niệm Phật, đồng thời đem Phật Pháp giảng giải cho chúng nghe về lợi ích của sự hiếu hạnh, thuận thảo, lợi ích của sự tu thiện, lợi ích của sự niệm Phật. Khuyên chúng ráng làm lành, lánh dữ, tập ăn chay, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để vĩnh viễn ra khỏi sinh tử luân hồi, thoát dòng khổ mê trần tục. Vào khoảng tháng 6 năm 2010, bên ngực trái của bà ba nổi lên một độc, không nung mũ mà chỉ ửng đỏ bóng nước, vỡ ra chảy nước vàng rồi lan ra xung quanh. Thay thầy đổi thuốc lắm phen, đủ các loại đắp, giặt, dán, phết, bôi, trong uống ngoài thoa, đủ phương đủ cách, nhưng đâu vẫn vào đấy. Hướng là của nó qua bên trái ăn lầy ra hết nửa lưng. Các thầy thuốc dường như rất sợ đối với thứ bột độc địa này, hầu hết đều miễn cưỡng điều trị cầu mai vậy thôi, chứ không tự tin gì cả. Lúc này bà sụt cân rất nhanh, chỉ còn 28 kg, sự ăn ngủ suy kém nhiều. Đến tháng 9, người em gái thứ 5 nóng lòng đưa bà ra bệnh viện trung tâm ung bướu ngoài Sài Gòn. Ở đây một tuần vẫn không tìm ra bệnh, bác sĩ đang chuẩn bị làm sinh thiết đồ thì thân nhân quyết định xin xuất viện. Về nhà bà vẫn tiếp tục uống thuốc bắc và đắp giặt thuốc nam như cũ. Bệnh hoành hành bằng những cơn nóng rát giống như đã chế nước muối vào da thịt vừa mới bị đứt. Cô nằm phải dùng rất nhiều bông gòn để chậm vết loét mỗi ngày 2 lần. Từ khi mới phát bệnh, bà đã không chịu đi chạy chữa. Do chiều ý gia đình nên bà miễn cưỡng tùy thuận. Suốt thời gian dài bệnh khổ chưa từng nghe bà rên rỉ than gian, chỉ một lòng niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương. Do vì bà nhận thấy rằng ta bà thế giới rộng thênh, xưa nay thần chết không quên người nào, kiếp này không sớm tẩu đạo, cõi trần còn phải chui vào chết thêm. Trước khi chết có đau êm, bao nhiêu đau khổ đổ trên đời mình. Nào danh nào lợi nào tình, mất thì thương tiếc, được nhìn hết hơi. Lo cho đến chết mất đời, người nào cũng thiếu, không người nào xong. Dù là kẻ dốt hay thông, vẫn làm tôi mọi không công cho đời. Để tâm suy xét tột nơi, thấy rằng cái kiếp con người dối ma. Người thương mấy cũng phải xa, vật ưa thích mấy cũng là bỏ đi. Chạy trời không khỏi tử quy, trăm mưu ngàn kế làm gì bớ ai. Đâu bằng niệm Phật ăn chay, cầu về Cực Lạc hết ngày trầm luân. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 3 tháng 10 năm 2010, bà Tư bị đột quỵ, mê man bất tỉnh. Gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa An Phú vào lúc 8 giờ tối. Thấy bệnh nặng quá, bác sĩ làm hồ sơ chuyển tuyến. 12 giờ khuya vào nằm bệnh viện đa khoa Châu Đốc. Sau khi chụp CT, bác sĩ cho biết kết quả. Bệnh nhân này các động mạch lớn ở não bị đứt hết rồi. Thôi, tùy gia đình, muốn để ở đây hay trở về thì chở. Dương Năm trả lời, vậy thì thôi, quý bác sĩ cho tôi làm giấy chở chị tôi về nhà. Bởi vì chỉ là người tu tại gia cư sĩ, đem về nhà để nhờ đồng đạo hộ niệm. Chứ nếu tắt thở ở bệnh viện thì hộ niệm không có kết quả. Thế là cấp tốc đưa bà về. Về tới nhà là đúng 6 giờ sáng ngày hôm sau. Các bạn đồng tu hay tin kéo đến cùng với thân quyến hộ niệm mãi. Cho đến 2 giờ 30 phút chiều, bà Tư nhẹ nhàng trút hơi thở sau cùng. Nhằm ngày 4 tháng 10 năm 2010, bà Tư hưởng dương 55 tuổi. Suốt thời gian từ lúc ngã bệnh cho đến lúc mất gần 24 giờ đồng hồ, bà Tư luôn ở trong trạng thái hôn mê và gương mặt bị méo lệch sang một bên. Cuộc hộ niệm và khai thị vẫn tiếp tục duy trì. 2 giờ sau, gương mặt bà Tư bình thường trở lại, hết còn méo mó. Qua 8 tiếng đồng hồ sau đó, gương mặt của bà hồng hào đẹp đẽ, tay chân mềm mại, điểm ấm chỉ còn duy nhất ở đỉnh đầu. Lo hậu sự cho bà Tư xong, bệnh tình của bà ba tăng dần. Bà không nằm trên giường được, đêm cũng như ngày đều nằm võng và cũng không còn đi đứng được. Ăn thì chỉ dùng qua loa được một ít cháo. Em gái thứ 5 nài ép năn nỉ lắm mới ăn mà thôi. Thường khi bà hay năn nỉ ngược trở lại, một lòng mong cầu sớm sanh về cõi Phật, sớm xả ly tấm thân nhơ nhớp đầy bệnh hoạn khổ đau. Đến ngày 1 Tết năm 2011,
mà không chịu ăn nữa. Thấy chị mình bệnh mà không chịu ăn nên cô Năm bưng cháo đến nằng nỉ. Bà nói: "Vú thằng Thành à, chị đã nói như vậy rồi mà sao vú thằng Thành ép chị hoài vậy? Thôi đi, đừng có ép chị ăn nữa. Chị đã nguyện về cõi Phật rồi, không có còn mơ mộng gì ở dương trần này nữa đâu." Dường như sức lực của bà thực sự cạn kiệt, nói chuyện mà đã thấy rất khó khăn. Thân nhân đề nghị mời đồng đạo đến hộ niệm, bà vô cùng hoan hỷ gật đầu. Thế là chuyển bà từ chiếc võng ở trong buồng ra giường ở nhà trước. Từ đó bà nằm im lặng niệm Phật theo mọi người. Huynh đệ đến khai thị, bà không trả lời mà bà chỉ gật đầu hoặc nheo mắt, lâu lâu nhỏ một tí nước thấm môi cho bà. Suốt 3 ngày liền bà vẫn tỉnh táo sáng suốt, không có hôn mê. Đến hơn 2 giờ chiều ngày 4 tháng 1 năm 2011, hơi thở của bà ngắn dần. Không lâu sau thì bà an tường nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng trong âm thanh Phật hiệu vang rền. Lúc đó đúng 2 giờ 40 phút, bà thọ 60 tuổi. Lúc mất, miệng của bà há to, 4 giờ sau bắt đầu từ từ ngậm kín lại. Qua 8 giờ sau, gương mặt của bà đổi màu hồng hào, tươi đẹp hơn lúc bình thời. Các khớp xương mềm mại, đặc biệt là đỉnh đầu ấm nóng. Tiếp theo đó là nhập liệm, rồi ai về nhà nấy đi nghỉ ngơi, vì đã hơn 10 giờ đêm. Vài mươi phút sau, trong nhà tỏa ra mùi hương, tựa tựa mùi thơm của trà, nhưng không phải, kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ mới mất hết. Thuật theo lời Nguyễn Thị Quân và Dương Văn Hòa, em gái và em rể thứ 5 của hai bà. Ngô Thị Giòn, 70 tuổi. Bà Ngô Thị Giòn sinh năm 1947, nguyên quán Phú Tân, An Giang. Thân phụ là cụ ông Ngô Văn Tiếu, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Hai. Bà là chị hai trong gia đình có 4 anh em. Khi lên 18 tuổi, bà kết hôn với ông Huỳnh Thanh Tuấn, quê ở Thốt Nốt, Cần Thơ. Vài năm sau, hai vợ chồng ra riêng, về định cư tại chợ Vĩnh Trinh, mở tiệm buôn bán tạp hóa, thuộc ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Cần Thơ. Bà sinh được 3 trai 4 gái. Ngoài buôn bán ra, gia đình còn có thêm nghề ruộng. Tính tình bà vui vẻ, cởi mở, rộng lòng thương giúp mọi người, ăn mặc thì rất thanh đạm, bình dân. Năm 1988, chồng của bà bị đột quỵ. Vừa chuyển đến bệnh viện Thốt Nốt thì ông qua đời. Cô gái út lúc ấy mới vừa lên 5. Đôi vai gầy phải gánh thêm trách nhiệm làm cha. Năm 1995, bà phát tâm trường chay. Cũng vào thời gian này, bà có đến chùa Bửu Duyên ở An Giang để quy y, được pháp danh là Diệu Âm Bảo Ngọc. Năm 2007, bà ngã bệnh, chạy chữa nhiều nơi, sau đó đến Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Bác sĩ ở đây chẩn đoán là viêm gan siêu vi B. Người nhà vẫn chưa an tâm nên đã đưa bà ra bệnh viện 115 ở Sài Gòn, thì phát hiện là gan có khối u. Bác sĩ cho thuốc về và hẹn tháng sau quay lại tái khám. Về nhà, các con của bà bèn tiến hành đặt bàn hương án lễ Phật sám hối, niệm Phật, trì chú đại bi và phóng sanh. Hơn 1 tháng, bà trở lại bệnh viện. Các bác sĩ đều ngỡ ngàng khi so sánh những chỉ số của các cận lâm sàng với đợt đầu. Mọi người đều hỏi: "Bà uống thuốc gì? Bà dùng thuốc gì mà mau lành bệnh như thế nhỉ?" Rồi ai ai cũng chúc mừng cho bà. Năm 2011, nhân một chuyến đi thăm người chị chồng đang tu tại đạo tràng Quan Âm Tịnh Thất ở Đức Trọng. Do đó, bà ham thích khung cảnh trang nghiêm khi cộng tu cùng đại chúng. Vì vậy, các con của bà đã mua một căn nhà đối diện với Quan Âm Tịnh Thất, hầu tạo điều kiện cho mẹ mình được thuận tiện tu tập hành trì.
Từ đó hàng năm bà thường lui tới chung tu với đại chúng, ngõ hầu tìm niềm hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Đó là cõi lòng thanh tịnh và an lạc mà bấy lâu mình tự vứt bỏ không chút tiếc thương. Giả lại, thời gian rất quý báu, một khi đã qua chẳng bao giờ quay trở lại. Nếu ta cứ chần chừ, e cho luống uổng một kiếp người. Bởi vì một ngày đã qua, mạng sống giảm dần, như cá cạn nước, nào có vui gì? Người trí khá suy, thế trần tạm giả, dòng đời hối hả, tất bật sớm trưa, đi nắng về mưa, mưu toan cuộc sống, hết trông tới ngóng, chạy đuổi tìm cầu, hạnh phúc nơi đâu, sao toàn nước mắt, ô hô nắng chiều chợt tắt, thế là kết liễu một đời. Sớm tỉnh người ơi, gieo mầm tịnh nghiệp, hồng trần mãn kiếp, thơm ngát hương sen. Khắp mười phương chư Phật thảy ngợi khen, trong phút chốc biển trầm luân khô cạn. Vài năm sau, phát hiện bà bị bệnh tiểu đường, chữa trị nhiều nơi nhưng chẳng khả quan, ngược lại ngày một nặng dần. Đến tháng 7 năm 2014, sức khỏe của bà bắt đầu suy sụp, nhiều cơn sốt nối tiếp theo nhau, sự ăn ngủ lần hồi sa sút trầm trọng. Sang tháng 8, bệnh nặng quá, thân quyến đưa bà vào phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Nằm ở đây cả tuần lễ, trong suốt thời gian này truyền dịch để chờ kết quả của các xét nghiệm. Bà thường chìm vào hôn mê, ít khi tỉnh táo, đôi lúc tiểu tiện không còn tự chủ được nữa. Trên người thì rất nhiều dây sợi chằng chịt lòng thòng. Chiều hôm nọ, bác sĩ gọi cô hai đến và cho biết bà đã bị 3-4 chứng bệnh một lượt, mà bệnh nào nghe nói tới là đã tá hỏa. Ung thư gan giai đoạn cuối, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, tiểu đường, thiểu năng động mạch vành và một số bệnh khác. Khi nghe xong, cô mới hỏi bác sĩ: mẹ tôi còn đủ sức để chuyển ra Đà Lạt được không, thưa bác sĩ? Bác sĩ trả lời: chắc bà cụ không chịu nổi ra tới ngoài ấy đâu. Dù biết tình trạng sức khỏe của mẹ mình nguy ngập như thế, nhưng các con bà đồng tâm nhất ý quyết định đưa mẹ vào giảng sanh đường. Thế là các cô gấp rút lo làm thủ tục cho bà được xuất viện ngay trong đêm hôm đó, tranh thủ đưa vào phòng giảng sanh của Quan Âm Tịnh Thất. Cũng rất lạ, trong giờ phút đó bà tỉnh lại. Khi trình bày dự định như thế cho bà nghe, nghe xong bà khẽ gật đầu. Trước giờ lên xe liền rút hết tất cả các ống, kể cả ống tiếp hơi. Mạng sống của bà mong manh như sợi chỉ mảnh treo chuông. Thế mà mọi chuyện vẫn êm xuôi trôi chảy, đâu vào đó. Sau mười mấy ngày đêm liên tục hộ niệm cho bà dần dần khỏe lại. Khi đã trải qua cơn thập tử nhất sanh này, thầy trụ trì đã làm một cuộc phỏng vấn cho ghi lại hình ảnh, ngõ hầu khích lệ và xây đắp tín tâm cho chư liên hữu xa gần. Cần phải vững tâm tin tưởng tuyệt đối vào câu hồng danh vạn đức thì sẽ thu được lợi ích thật sự bất khả tư nghị. Sau đó, mặc dù sức khỏe của bà chưa hồi phục chi mấy, thế mà bà vẫn gắng gượng cộng tu với đại chúng thêm gần một tháng nữa. Vì nhớ nhà quá nên các con đành phải tùy thuận đưa bà trở về miền Tây. Khi về nhà trải qua cũng thêm một tháng nữa thì thể trạng của bà suy sụp trầm trọng trở lại, hai tay và hai chân sưng nhẹ. Có lần khi những cơn bệnh hoành hành dữ dội chẳng thể kham nhẫn, bà thở than với các con về việc giảng sanh: khó lắm con ơi, giảng sanh không phải dễ đâu. Các con của bà đồng xúm lại năn nỉ: mẹ ráng cố gắng lên, mẹ nhất tâm niệm Phật thì sẽ được giảng sanh thôi. Biết bao nhiêu người nghiệp chướng còn nặng nề hơn mình rất nhiều, mà người ta cố gắng
người ta đã được giảng sanh. Mình nếu kiên định tín nguyện thiết tha trì niệm thì Đức Đại Từ Phụ A Di Đà sẽ không bỏ mình đâu. Mẹ phải ráng lên nghe. Ao sen báu Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Các con hết lòng trình bày và giải thích. Sao rốt bà cực đầu. Những tháng ngày cuối đời do bệnh tật hành hạ, bà thấm thía về sự thật nỗi khổ của kiếp làm người. Tấm thân tứ đại do nghiệp báo trói cột này, quả thật nó đã chứa nhóm biết bao nhiêu thứ dơ bẩn, bất tịnh và vô lượng vô biên đau thương phiền lụy. Chừng chết đến phải một mình ra đi, tất cả đều bỏ lại, chẳng mang theo được gì, chỉ mang tội với phước mà thôi. Mặt khác, nhờ nghe đĩa khuyên người niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm và đoạn khai thị, nhìn thấu là trí huệ chân thật của Hòa Thượng Tịnh Không, mà tâm luyến ái về con cháu của bà tan nhạt dần. Mọi tình chấp đã tiêu mòn đáng kể. Lúc này, tâm nguyện cầu sanh Tây Phương nơi bà tương đối khẩn thiết và chân thật hơn. Bà thường căn dặn các con, chừng nào bà tắt hơi 24 tiếng đồng hồ sau mới điện thoại báo tin cho thân tộc hay, ngõ hầu tránh bớt những bất trắc xảy ra cho sự giảng sanh của mình. Chương trình hộ niệm bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 10 năm 2014. Hơn một chục vị đồng tu từ Đức Trọng, Đà Lạt vào, phối hợp với ban hộ niệm của Liên Hữu Phước ở tỉnh Biên xuống. Khi người thân hay lối xóm đến thăm, các con bà mời giữ lại ở phòng khách. Có vào thì cùng niệm Phật với bà, không ai hỏi han nói chuyện gì hết. Thỉnh thoảng, khi mọi người thay ca vào hộ niệm, bà vừa lấy tay vừa chỉ đứa bé ngồi trên hoa sen của bức hình Tây Phương tiếp dẫn to tướng bên phách, vừa nói, kìa, Bảo Ngọc ngồi trên hoa sen kìa. Ai cũng đồng cười rộ lên, vì Bảo Ngọc chính là pháp danh của bà. Những ngày gần mất, bà dặn dò các con và mấy cô dâu nên canh giữ mấy đứa cháu nội, vì sợ nó làm cản trở trong giây phút bà ra đi. Bà thường nói, còn ai nấy giữ, đừng cho con nít lại gần mẹ. Bây giờ mẹ buông xả hết rồi, mẹ quyết định mẹ về giới Phật. Đến ngày mùng 9 tháng 10, bà nhờ người gọi cô Út đến. Khi cô tới gần bên cạnh, hỏi bà có chuyện gì, thì bà nói, Mẹ gặp gì? Bà mỉm cười nói, thôi không nói đâu. Từ đó trở đi, gương mặt của bà luôn tràn đầy niềm vui lạ thường. Qua hôm sau, vào lúc chiều tối, bà gọi cô hai đến rồi nói, má gặp Phật A-di-đà. Đến 9 giờ rưỡi tối ngày 11, hơi thở của bà ngắn dần. Mãi đến 5 giờ 30 phút sáng, bà nhẹ nhàng trút hơi thở sau cùng. Khi ấy, bà đang nằm ngửa, mắt hướng về tượng Phật A-di-đà ở giữa phòng. Rồi bà xoay người nghiêng bên phải, nhìn tấm ảnh Tây Phương tiếp dẫn treo trên vách. Đặc biệt là bà nhích môi mỉm cười, đồng thời nhép miệng niệm A-di-đà Phật, rồi mới dứt hơi. Nhằm ngày 12 tháng 10 năm 2014, bà hưởng thọ 67 tuổi. Hộ niệm thêm 24 tiếng đồng hồ sau, toàn thân mềm mại như bông, gương mặt tươi vui. Ai trong bà cũng giống như người đang nằm ngủ. Trên thân hoàn toàn sạch sẽ, không có mùi hôi. Trước kia, có nhiều bác sĩ cho các con của bà biết là bệnh của bà thường thì ra đi trong cơn hôn mê, và sau khi tắt hơi, máu sẽ tràn ra theo các đường miệng và hậu môn. Nhưng mà lúc này thì hoàn toàn không có những điều đó xảy ra. Khoảng 9 giờ, sư cô Hạnh Hòa bỗng thấy ánh sáng chiếu sáng rực rỡ trên bàn Phật, nhưng chỉ một mình cô thấy nên cô giữ im. Tối đến, sư cô nằm chiêm bao. Cô thấy một ông già râu tóc bạc phơ đến nói với cô,
tôi cho cô thấy sự giảng sanh của hương linh Ngô Thị Giòn. Cô hãy xem cho kỹ nghe. Đồng thời thấy hiện tượng ban sớm lặp lại. Trong ánh quang minh xoáy tròn ấy xuất hiện hình ảnh của bà ngồi trên hoa sen. Đến tuần thất thứ năm, cô con gái út của bà lên gác ngồi niệm Phật hơn một giờ sau, bỗng nghe có mùi hương lạ, không giống với bất kỳ của mùi hương nào. Được chừng 10 phút thì tan mất. Ngày 21 tháng 11 năm 2014, cô Năm sau khi đi dự khóa tu tam thời hệ niệm với chư Liên Hữu ở tỉnh Biên, về đến nhà khoảng 3-4 giờ sáng, đang cơn mệt mỏi, vừa ngã lưng chưa kịp ngủ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, bỗng nghe văng vẳng bên tai có âm thanh vang to, rõ ràng mồn một. Cô yên tâm đi, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát nói là mẹ cô đã vãng sanh rồi. Thuật theo lời Huỳnh Thị Như Thúy, Huỳnh Thị Phụng Kiều, Huỳnh Thị Xuân Đào, các con của bà. Chín mươi một, Nguyễn Văn Long, 78 tuổi. Ông Nguyễn Văn Long sinh năm 1935, nguyên quán tại huyện Sóc Xoài, tỉnh Kiên Giang. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Cơ, thân mẫu là cụ bà Đặng Thị Nga. Ông là con út trong gia đình của 9 anh em. Khi tuổi còn ở độ thơ đồng, cha của ông đã di cư về sinh sống tại ấp Long Thiện, xã Ô Long Dĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, để thuận tiện cho việc học hỏi Phật pháp, tu thân hành thiện. Năm 24 tuổi, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Sàng, sinh được một trai 7 gái. Gia đình sống bằng nghề làm ruộng và buôn bán. Thuở thanh niên, ông rượu chè be bét. Khi gặp Phật pháp, thiện căn quá khứ chín muồi. Ông bảo bà vợ làm một bữa tiệc, rồi mời hết các bạn lưu linh lại ăn uống no say một lần cuối cùng trước khi rửa tay gác kiếm để rút chân ra khỏi ban hội. Lúc đó ông được 35 tuổi, 1970. Từ đó ông trường chay giới sát, quyết chí tu thân hành thiện, mỗi ngày ba thời lễ nguyện, niệm Phật khi đi, đứng, nằm, ngồi, không đợi gì thời khắc. Ông ý thức rằng hình dáng tướng mạo cũng giúp ích cho sự tu sửa thân tâm, nên ông noi theo tiện nhân, để tóc và khoác lên mình bộ y phục bà ba. Tính tình của ông vui vẻ đôn hậu, hiếu kính với mẹ già, thuận thảo với anh em, hòa đồng với mọi người. Đối với lối xóm thôn hương, ông chẳng hề mít lòng bất cứ một ai. Ông rất sốt sắng trong các công tác từ thiện xã hội. Năm 1971, mẹ ông qua đời. Ông và người anh thứ 8 đã gắng hết sức chăm sóc và hộ niệm cho bà. Cuối cùng gặt hái được kết quả mỹ mãn là bà cụ đã thật sự được giảng sanh. Ngoài công phu thường nhật, ông thường xem kinh, đọc sách, mà đặc biệt, duy nhất chỉ là quyển Thi Giảng Giáo Lý toàn bộ. Các băng đĩa thuyết giảng cũng duy nhất của ông Hai Tho và ông Úc Châu. Ông thường xuyên làm công quả cho ban trị sự Giáo hội Phật giáo tại địa phương và tham gia cầu nguyện cho những tang lễ quanh vùng. Các bạn đồng tu tâm đạo ý hiệp thường xuyên tới lui nhà của ông để bàn luận, trao đổi kinh nghiệm tu trì. Ông thường dạy dỗ con cháu trong nhà làm ăn buôn bán phải chân chất thật thà và cố gắng ăn chay tu hiền niệm Phật. Ông thường nói: các con nên biết, con người sống thì phải có đạo, ráng tu. Ông bà mình thì đã có tu rồi, thì mình ráng tu, ráng niệm Phật, ráng làm lành, ráng làm phước, giúp đỡ mọi người lối xóm và những người nghèo đói tật nguyền. Mình ráng niệm Phật để sau này mình được giảng sanh, mình được về Tây Phương để thoát khỏi bể khổ trầm luân cõi ta bà, ăn hưởng yên vui vĩnh viễn nơi miền cực lạc. Các con ông noi theo gương của ông, nên y theo lời ông dạy. Ông cũng thường nói với các con: không lẽ ba với mấy đứa không kéo nổi má mày hay sao? Thế là mọi người đồng khuyến tấn bà. Lụi hùi, bà cũng phát tâm trường chay theo mọi người vào đầu thập niên 90. Hằng ngày, ngoài những lúc chăm lo việc đồng án ruộng vườn hay phận sự cho giáo hội và công tác phúc lợi xã hội ra, ông tận dụng thời gian còn lại để đương rổ, đương xệ, phụ với người anh thứ 8, hầu tăng thêm thu nhập. Con gái ông lấy làm lạ
khi thấy ông vừa ngồi chẻ tre hay ngồi giót nan, mà sao môi cha mình cứ lép nhép hoài. Khi hỏi ra mới biết cha mình đang niệm Phật. Khi đến tuổi lục tuần, các con đã khôn lớn, trưởng thành, có thể gánh vác mọi chuyện. Ông bèn giao phó việc nhà nên nhàn nhã nhiều hơn. Từ đó trở đi, công phu hành trì cũng tăng lên 4 thời trong ngày. Vào khoảng tháng 2 năm 2008, chân trái của ông không còn tự chủ được nữa. Các con đưa ông vào bệnh viện đa khoa Châu Phú để chữa trị. Qua một tuần không giảm mà còn tăng thêm một tay bên trái. Thân nhân nóng lòng bèn chuyển ông lên Sài Gòn vào bệnh viện Hoàng Mỹ. Bác sĩ chẩn đoán là tai biến mạch máu não. Ở đây một tuần thì xuất viện, bệnh tình ổn định tương đối khả quan. Đến tháng 3 năm 2009, bệnh tái phát. Gia đình đưa ông vào bệnh viện Hoàng Mỹ. Điều trị một tháng thì xuất viện về nhà, tiếp tục uống thuốc Đông Tây Nam Bắc. Lần này bệnh tình không hồi phục, mặc dù có đến bệnh viện từ thiện của huyện để tập vật lý trị liệu cả tháng trời. Triệu chứng liệt nửa người vẫn không thay đổi mà còn tiến triển ngày càng nhiều hơn. Mỗi lúc bệnh của ông thêm nặng, các gì bị liệt từ từ, cứng các khớp, đốt xương sống và ngón tay. Nhất là các ngón tay còn quéo lại, lúc đầu còn kéo ra để lau chùi theo các kẻ, vì sao cứng đơ cứng còng. Các con ông nắm kéo ra thì ông rất đau, nên để nguyên như thế, đến độ các móng bị thúi. Do nửa người bị cứng các khớp nên mỗi lần thay y phục cho ông rất là khó khăn. Phải 2-3 người mới có thể hoàn thành được việc này. Thân ông tuy bệnh nhưng thần trí rất sáng suốt. Ông nhớ rõ từng việc mồng một, công phu trì niệm của ông càng tinh thuần hơn trước. Có lần con ông muốn đi làm ở xa, tại ngoài Bình Dương để có thể kiếm tiền. Ông khuyên con nên dừng lại ý định đó. Thôi con ơi, mình ở nhà vừa lo làm vừa lo niệm Phật lại Phật thì được rồi. Bởi vì ngạn ngữ có câu, hổ ly sơn hổ bài. Con cọp một khi xa núi lìa rừng khó mà bảo toàn được mạng sống. Cho nên tầm nhìn của người cha lúc nào cũng xa rộng thực tiễn. Mong cho con mình không phải lâm dấp vào ba thứ cạm bẫy đời thường, danh, lợi, cảm tình, văn minh vật chất. Nếu như mình nghèo mà giữ được đạo, mình có đạo vui với đời sống tu hành, thiểu dục tri túc hay là lạc đạo an bần, xả thân tu tỉnh, thì mình vẫn hạnh phúc hơn nhiều so với tiền tài của cải. Hạnh phúc đó rất chân thật. Mà hạnh phúc chân thật ấy vốn có sẵn trong tầm tay của mình, không phải bôn ba tìm kiếm. Khác hẳn tiền tài vật chất là thứ giả dối tạm bợ mong manh. Đó cũng là nguồn cội của bao thứ ưu phiền tan thương khổ lụy, càng làm cho kiếp luân hồi kéo dài vô tận. Như lời của cổ đức đã nhận định: xuống lên nơi cõi hồng trần, chịu đường sanh tử, chịu phần khổ lao, bị làn sóng nghèo giàu lôi cuốn, bắt đấu tranh, bắt muốn hơn thua, lợi danh lo bán lo mua, ái tình lo hốt lo dùa vào thân, đi cặp với tâm trần ham hố, nào ưu sầu tai khổ muôn trùng, mạng căng như đó phù dung, muốn ham chưa thỏa kế chung vào hòm. Nếu để mắt mà nôm đích xác, công giả tràng xe cát biển đông, của tiền nhiều lấp cạn sông, người yêu đứng lợp cả đồng cũng thôi. Uổng công đổ mồ hôi nước mắt vào tình yêu, vào các lợi danh, chỉ gây lấy tội vào mình, thân không trường hưởng, hồn linh đọa đày. Đầu tháng 5 2013, bệnh ông trở nặng. Đến ngày mùng 9, ông không còn nói chuyện được nữa và không ăn được gì, chỉ uống nước cúng Phật và một ít sữa. Các con của ông và một số bạn đạo bắt đầu lên chương trình hộ niệm. Qua nửa tháng, cô hai thấy sức khỏe của cha suy kiệt quá nên nóng lòng bèn truyền dịch cho ông, nhưng chỉ được nửa chai, tình hình không ổn nên dừng lại. Hộ niệm thêm nửa tháng nữa, ông nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10 giờ 45 phút tối ngày 8 tháng 6 năm 2013. Ông hưởng thọ 78 tuổi. Trong suốt một tháng ông không nói chuyện được, nhưng có bạn đạo đến khai thị nhắc nhở hay con cháu hỏi ông có nhớ niệm Phật hay không thì ông gật đầu hoặc nheo mắt.
Bình thường ông nằm yên, khi mệt nhiều phải há miệng ra để thở, chứ không thấy ông nhấp môi niệm Phật theo đại chúng. Vậy mà trước khi ra đi 5 phút, ông nhấp môi niệm Phật theo mọi người rồi mới an lành ra đi. Khi mất, miệng ông há to, rồi sau đó từ từ khép kín lại. Sáng hôm sau là ngày mùng 9, lúc 9 giờ sáng nhập mạch. Gương mặt của ông sáng đẹp vui tươi, đỉnh đầu ấm nóng, trong khi toàn thân thì lạnh. Đặc biệt là khi thay đồ rất dễ dàng, không tìm thấy một khớp xương nào cứng cả. Khớp ngón tay co quéo vào bàn tay khi ông còn xanh tiền, cứng đến nỗi không kéo ra được nữa. Vậy mà bây giờ tự động rời ra, mềm mại một cách lạ thường. Thuộc theo lời Nguyễn Thị Sàng, vợ ông, và Nguyễn Thị Giàng, con gái thứ 10 của ông.